Rồi, xin chào. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái hướng dẫn cái phần mềm Filmora. Rồi. Đầu tiên là mình chọn mặc định bên đây là 16.9 khung hình ha, mình không có vào chế độ đơn giản nữa mà mình vào chế độ full. Tuy là nghe nó rùng rợn là full nhưng mà cái giao diện và cách làm của chương trình này thì nó cũng đơn giản, nó không có chuyên nghiệp bằng cái chương trình Sony Vegas hay là cái chương trình Premiere. Cái giao diện của chương trình đầu tiên mình mở lên như thế này. Ở đây nó có một cái logo đây, mình muốn vào đây thì mình nhấn vào đây, nó sẽ xuất hiện ra những cái menu chẳng hạn như là Thoát nè, New nè, Open, hoặc là mở những cái file mà mình mở gần đây, lưu lại ha, thêm file vào ha, đăng ký gì đó, có đủ hết. Đầu tiên để sử dụng chương trình này thì mình sẽ giới thiệu sơ sơ, thì cái giao diện nó cũng giống như những cái chương trình dựng phim khác, nó cũng có cái một cái ô motion, không phải monitor. Cái phần này nó dùng để hiển thị cái nội dung của cái phim lên cho mình thấy. Rồi nó có cái mục là stop play rồi ha. Đây là có cái mục full full screen là dùng để bung đầy màn hình để chúng ta xem hoặc là chụp lại. Chẳng hạn như chúng ta dừng ngay cái điểm đó mà chúng ta thấy cái nội dung đó hay, chúng ta muốn xuất ra thành một cái tấm hình thì chúng ta nhấn vào cái máy chụp hình này. Đây là cái phần chỉnh âm thanh. Đây là cái hiện cái những cái thông số như là giờ, phút, giây và cái frame hình ha. Cái chương trình này nó không hiểu nó để những cái chữ này chỉ hiện cái số là được rồi, không nhất thiết phải hiện cái chữ này. Rồi bên đây thì nó có một cái ô dùng để quản lý những cái file chúng ta đưa vào hoặc là những cái mẫu nó có sẵn. Ở đây là những cái test này, những cái màu, những cái màu này thì nó giống như là những cái hiệu ứng cái chương trình Instagram ở trên điện thoại, giả lập phim rồi tùm lum hết. Thường những cái chương trình chuyên nghiệp thì nó không có, mình không thấy những cái này. Càng chuyên nghiệp hình như là nó không có cái gì hết. Rồi transition, ôi thôi đủ thứ hết. Nó có cái phần mà ghép chẳng hạn như hai đoạn phim vô thành một một đoạn phim đó. Bốn đoạn phim vô thành một đoạn phim chẳng hạn. Ôi quá là nhiều thứ. Đó. Media là nó quản lý những cái file mà mình đưa vào, music, âm thanh, test, chữ, filter, hiệu ứng. Còn cái phần này là chúng ta tạo một cái thư mục ha. Chẳng hạn như mình tạo cái thư mục tên tùy theo mình quản lý. Mình không có muốn những cái thư mục như thế này nữa. Ở đây nó có cả cái những cái mục mà cái phim ví dụ, những cái đoạn phim một màu màu sắc thôi. Rồi phía dưới đây là một cái thanh timeline, nó rất là nhiều cái timeline, chẳng hạn như nó phân ra là phim timeline đầu tiên là phim, cái timeline thứ hai là hình ảnh, cái timeline kế tiếp là chữ, cái timeline tiếp theo là nhạc nhạc. Ở đây nó có cái mục cái micro nữa, nó cho phép mình thu âm trực tiếp vô cái chương trình này luôn. Cũng thú vị. Thì đầu tiên mình sẽ nhấp vào đây để đưa một số đoạn phim vào ha. Rồi mình đưa ba cái đoạn phim này đi.
Rồi nó đây em bọt vô thì nó mất cái chữ em bọt dưới đây, bây giờ cái ở trên đây nó có cái chữ em bọt trên đây đó. Nó cho phép chúng ta download những cái đoạn phim hoặc những cái đoạn hình ảnh từ ở trên những cái trang mạng xã hội nè. Inbox từ camera, từ phone hoặc là record từ máy luôn, máy quay hay là webcam gì đó mình chưa sử dụng, đại khái là vậy. Rồi mình sẽ đưa ba cái đoạn phim này bằng cách là mình nắm mình kéo xuống đây, kéo một cái hoặc là kéo hết luôn cũng được. Giờ cái này ra sao, giờ ra sao, giờ ra nữa. Cái này nó không cho phép mình dời đi mà nó chỉ phép mình hoán đổi vị trí thôi. Ngộ. Rồi cái công việc mà mình quan tâm nhất tới cái chương trình dựng phim đó là chẳng hạn như mình muốn cắt cắt một khúc nào đó, chẳng hạn như để đây thì nó cũng có một cái cây kéo đây, cắt một nhát về qua đây, ok cắt rồi xong, nhấn delete xóa ha. Rồi hoặc là cắt cái đoạn cái điểm cuối điểm đầu, cái điểm cuối điểm đầu thì mình chỉ cần giờ vô vậy đó là nó sẽ mất. Rồi cái điểm đầu bên đây giờ vô vậy là nó sẽ tự mất. Còn chừng nào mình cắt khúc giữa mình mới cần để sử dụng cái kéo, hoặc là mình nhấn vô thùng rác là nó mất nè. Ở đây nó có cái mục rớp nữa, rớp là cái gì? Cắt sáng hả? Thường mình ít sẽ sử dụng bây giờ, tại vì nếu mình sử dụng cái này thì nó sẽ bị cái khung hình của mình nó bị tự nhiên đang là full HD tự nhiên mình cắt bớt nó không biết ra cái chữ gì luôn, cho nên không bao giờ sử dụng. Thường là mình ngộ chưa sử dụng. Rồi cái bước đó là cái đó là chúng ta cắt ha, chúng ta cắt phân đoạn ra. Việc kế tiếp là chúng ta chỉnh màu, không phải là vô filter này là chỉnh màu đâu, cái filter này là nó áp những cái le, những cái vintage, những cái màu sắc giống như là những cái chương trình mà trên điện thoại vậy đó, hay là sử dụng reset ở trên cái chương trình Lightroom. Còn trên đây thì chỉnh màu bằng cách là chúng ta sẽ lít chuột đó, lít đôi chuột vào một cái đoạn video nào thì nó sẽ được chỉnh màu, hoặc là chúng ta lít vào cái phần âm thanh thì nó sẽ chỉnh âm thanh. Mặc định này là đoạn video cho nên nó có xây nữa, không hiểu xây làm gì, chắc là sử dụng cho sử dụng máy điện thoại. Các bạn thường hay quay máy đứng rồi về xây ngang đi. Các bạn muốn quay phim cho đẹp các bạn nên quay để máy nằm ngang ha, cho dù quay điện thoại hay là cái thiết bị gì đó. Thường chúng ta có thói quen là chúng ta quay đứng lên để lấy được cả chân cả người mà chúng ta cần quay, nhưng mà mình thường để máy ngang thôi coi nó dễ hơn. Rồi sau khi double click vào thì chúng ta sẽ nó có những cái mục chỉnh cơ bản, đó là contrast nè, nó contrast nè, saturation là cái mục mà làm trắng đen hay là màu nó rực lên, tùy mình muốn gực thì mình tăng, mình muốn bớt thì mình giảm thôi. Bright là sáng lên, hue là cái phần
Huê, cái này đọc tiếng Việt là Huệ, Quế, Huê gì đó. Huê. Nó là cái phần thay đổi màu sắc. Chúng ta kéo thì toàn bộ cái màu sắc nó sẽ thay đổi. Ít bao giờ sử dụng cái này. Chả để làm gì. Rồi cái phần auto này là khi mà chúng ta đích vô đây thì nó sẽ tăng nét lên và nó sẽ làm bớt cái độ nhiễu hạt khi mà chúng ta quay với cái môi trường thiếu sáng hay gì đó, không biết phải không, tại vì noise là hạt còn denoise là giống như nó khử hạt đi, mà sao mình thêm vô là tại vì nó khử noise mà nó tăng nét quá thì nhìn cảm giác như là, nếu các bạn thích thì chúng ta có thể lít vô, còn không thì thôi. Còn đây là cái tốc độ chẳng hạn, như muốn cái đoạn phim nó nhanh. Phim của mình hiện giờ là thí dụ như cái đoạn đó mình quay 3 giây, bây giờ mình muốn cho nó slow, có nghĩa là nó chậm lại, thì mình tăng cái này lên. Chẳng hạn như 1x là bình thường đúng không? Bây giờ mình tăng lên 2x thì nó cái thời gian nó tăng gấp đôi lên, nó chạy chậm gấp đôi lại. Nó còn thí dụ chúng ta muốn nhanh lên thì chúng ta giảm xuống. Rồi có vậy thôi. Thì chúng ta giảm xuống á. Ủa ngồi à, cái này nó ngược. Giảm xuống có nghĩa là chậm đi. Đây, cái đoạn này nó dài ra nè. Còn chỉnh lớn lên là nó, cái đoạn phim nó ngắn lại. Ngắn lại có nghĩa là chuyển động nhanh lên. Ở đây nó làm hơi ngược. Ở đây nó có cái mục là Invert, lay lip invert, có nghĩa là nó chẳng hạn như bây giờ cái đoạn phim á, bây giờ cái đoạn phim mình quay chẳng hạn như mình quay cái điểm đầu tiên là cái điểm bắt đầu vô ha, bắt đầu vô đây đó, con ong nó bay vô hút mật chẳng hạn, như mình quay một chiếc xe đang chạy tới, tự nhiên cái mình không muốn, mình muốn cho tự động nó ve lui lại thì mình vô đây mình nhấn vào đây đó, tự động là nó tự động là mấy con ong nó bay sụp lui ra. Cái chương trình này thì nó cái phần hiển thị trên đây nó không có được đẹp, nó không có cho cái chế độ chỉnh luôn. Thì thường là những cái chương trình mà nó xử lý video đơn cơ bản đơn giản thì nó không cho phép chúng ta can thiệp nhiều quá vào trong những cái phần đó, nó hiện sao chúng ta thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mà xuất ra phim thì nó phải đưa cái chất lượng, nó phải tốt, tại vì cái này là cái phần hiển thị thôi, nó muốn cho nhanh thì nó phải giảm chất lượng lại. Nếu mà máy chúng ta càng mạnh thì chắc là mình nghĩ là nó sẽ hiện càng đẹp. Rồi đó là cái cách chỉnh màu ha. Bây giờ mình chỉnh cho nó size đi, cho dễ nhìn chẳng hạn như vậy. Đó là cái bước mà chúng ta chỉnh màu. Cái bước kế tiếp là gì đây? Chúng ta sẽ thêm nhạc. Ủa, chưa đi. Thêm chữ vào. Nó ở đây rất là nhiều cái chữ rất là đẹp. Làm sẵn rồi. Chẳng hạn chúng ta đưa một cái chữ nào đó vô đây. Nó chuyển động luôn mới ghê chứ. Đó. Rồi mình có thể double-click vô đây để mình sửa, nó cho phép mình chọn cái kiểu phông này kia ha. Rồi mình chọn cái phông nào đó, thay mình đánh là bắt đầu đi, bắt đầu hay bắt cá gì cũng được, thôi đánh cái chữ hoa đi để cho nó vừa vừa với cái này. Đó, mình có thể nhấp vô đây mình di dời nó ha.
Rồi những cái này là mình có thể sửa được hết. 69 này. Chữ này là cái chữ này là mình double click vô cái nó bự lên đó. Cái chữ này để súng đi. Đây là hoa. Hoa súng. Đó. Cũng hay hay. Rồi cái đoạn này tùy theo ngắn dài mà nó sẽ hiển thị tới đâu ha, mình sẽ kéo nó tùy theo. Đơn giản, ok. Ở đây mình có thể chọn chọn được cái phông nè. Chẳng hạn cái chữ súng này mình muốn chọn cái chữ nó. Trời ơi. Quá nổi luôn. Rồi. Ok. Đó là chúng ta thêm một cái tab hoặc là một cái edit, một cái giới thiệu gì đó vô cái khung ảnh. Bước cuối cùng là chúng ta đợi end nè. Chẳng hạn như đưa cái mẫu này vô. Thì cái timeline này nó để là chữ T, cho nên tất cả những cái gì liên quan tới chữ thì nó đều nằm trên một cái timeline này hết. Nó không phải giống như cái chương trình Sony Vegas hoặc là những cái chương trình kia. Mỗi chương trình này nó có cách sắp xếp khác nhau, nhưng mà cách làm thì nó cũng tương tự. Nó gần cuối phim thì chúng ta để chữ the end này vô. Nhấn lộn. Rồi đó là cách chúng ta thêm chữ. Bây giờ chúng ta thử thêm một cái filter ha. Màu muốn lên xua hết. Nó nhóm ra từ chủ đề. Chúng ta muốn chủ đề nào đó. Chẳng hạn như đưa vào đây, tại vì cái đoạn này là trắng đen rồi cho nên nó trắng đen luôn rồi. À, cái này đưa vô nó làm giống như go go, đúng rồi, go. Đưa cái nào đi dễ nhìn, cái này đi, nó lấp lánh lấp la lấp lánh luôn. Ha. Hoặc là rất là nhiều thứ. Đây, chỉnh màu theo cái hệ Instagram. Nó. Thí dụ như chúng ta muốn chỉnh nguyên cái đoạn này thì chúng ta phải nó để cái filter dưới đây và chúng ta kéo nó hết cái đoạn này thì nguyên cái đoạn này nó sẽ được chỉnh màu. Như vậy. Hoặc chúng ta double click vô thì cái này nó không cho thay đổi hả? Không cho thôi. Thông số thì nó cố định luôn rồi. Cái nào là cho chúng ta thay đổi thì chúng ta thay đổi. Rồi đây là cái overlay ha. Overlay. Đưa thử cái này vô. Nó. Rồi chúng ta sẽ đưa cái overlay này vô. Nó sẽ có những cái chuyển động, những cái hiệu ứng mà nó làm giống như là rất là đẹp. Các bạn trẻ rất là thích.
nó chuyển động luôn chứ không phải là nó đứng yên nha. Cái layer rất là đẹp, bokeh. Chúng ta phải để hai dòng nha, nếu mà chúng ta để chồng lên nhau thì cái kia nó sẽ bị đè mất. Nó rất là nhiều, những cái nào mà nó có cái mũi tên này thì bắt buộc chúng ta lít vào để nó đao về chúng ta sử dụng. Còn những cái không có mũi tên là chúng ta có thể sử dụng liền được. Cái này cái gì trời? Wow. À. Cái này nó giả lập cái khung hình giống như là chúng ta đang quay. Nó đang quay đó. Ồ, cũng hay. Khỏi mất công mà làm. Đây, ống dòm ban đêm. Rồi. Sau đó là chúng ta có thể thêm vào những cái này. Nó quá trời nhiều thứ. Ôi trời trời. Chuyển động luôn. Cái con gì đéo biết cái con gì. Giống như cái con gì đó. Chúng ta thử chọn những cái khác đây. Tim bong bóng gì nè. Quá trời nhiều thứ. Nó để giúp những cái khung hình, những cái video chúng ta bớt nhàm chán. Chúng ta có thể thêm vô bong bóng. Rất là nhiều chủ đề ha. Quá quá trời nhiều. Quá nhiều. Noel rất là nhiều chủ đề. Các bạn từ từ khám phá ha, mình chỉ giới thiệu thôi. Rồi cái phần transition là cái phần chuyển cảnh giữa hai cái đoạn video. Bằng cách là chúng ta chỉ việc kéo vào thôi. Đó. Chúng ta để giữa hai cái phân đoạn là nó sẽ tự động thêm vô. Rồi chúng ta xem nhé, nó đó là cái chuyển cảnh. Thì để mà cái nút play hoặc là cái nút stop á, thì các bạn sẽ nhấn cái phím P3 trên bàn phím, cái phím dài nhất á, thì mỗi lần nhấn thì nó sẽ dừng hoặc là nhấn thì nó sẽ play. Đó, chúng ta thêm vào chuyển cảnh ha. Nó rất là nhiều nhiều những cái mũi tên này bắt buộc chúng ta phải đao về. Rất là nhiều thứ. Rồi cái cuối cùng mình muốn giới thiệu đó chính là cái phần chia cái khung hình ra nè. Chẳng hạn như mình có ba đoạn video hoặc là hai đoạn gì đó, chẳng hạn như mình muốn đưa vào kéo xuống đi đó, mình muốn giới thiệu chẳng hạn, thì khi mà nó kéo xuống đây thì tự động nó sẽ xuất hiện một cái, nó kêu mình bỏ những cái video vô mình muốn xuất hiện video nào, chẳng hạn như một cái toàn cảnh nè, một cái cận cảnh nè đó. Thấy không? Cái hiệu ứng này dài quá, mình bớt lại đi. Đó. Rồi, chẳng hạn như nó đưa vô đây mà nó không nghe, chẳng hạn như cái đoạn video này nó không nghe giữa nè, mình có thể là mình nhấp vô đây rồi nó xuất hiện vậy, mình kéo qua. Đó, kéo qua. Cho nó đúng ngay cái vị trí mà mình mong muốn, còn ở bên đây thì nó đúng rồi thì thôi. À, cái này là nó đưa cái border vào hoặc là không đưa ha. Màu từ tùy chọn luôn, màu đen, màu trắng, màu gì đó tùy mình. Đó, cái chương trình này nó sử dụng đơn giản. Còn mà cái timeline này á, mình muốn cho nó lớn nhỏ thì mình kéo vô đây hoặc là mình có phím tắt là Ctrl cộng, Ctrl trừ nha.
chứ nó không có share chuột được như những cái chương trình kia. Còn đây là nó hiển thị theo cái phân đoạn nè, nó phân đoạn giống như là cái chương trình Show Producer đó, mình chỉ việc kéo kỹ xảo bỏ vô. Đó. Chẳng hạn như mình muốn transition cái loại nào đó, mình kéo mình bỏ vô đây. Thấy không? Đó, kéo vô. Rồi, đó là mình giới thiệu sơ về cách sử dụng cái chương trình Filmora. Finora, Filmora gì đó. Đọc hoài mà đọc không được. Rồi nếu các bạn có thắc mắc gì thì chúng ta comment bên dưới ha, hoặc là có thể hỏi, mình sẽ làm tiếp những cái hướng dẫn kế tiếp. Còn cái bước bây giờ cuối cùng là chúng ta sẽ nhấn vào Adblock để chúng ta xuất cái đoạn phim này ra xem thử nha. Ủa quên đó, còn cái mục lòng nhạc nữa chứ. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta một số cái bài nhạc. Nếu chúng ta muốn thêm nhạc vào thì chúng ta nhấn vào đây nè, import nhạc vô. Còn nếu không thì mình ở đây nó có cái mục sound effect, cái tiếng động luôn. Chẳng hạn như tiếng sư tử gầm, tiếng chim kêu, tiếng mèo kêu gì đó, có đủ. Đó, hoặc là chúng ta sẽ đưa vào một bài nhạc chẳng hạn bài này. Đó, nó dài quá thì chúng ta bớt lại. Chúng ta muốn chỉnh sửa nhạc thì chúng ta nhấn on air hoặc là double click vô. Đó, nó cũng cho chúng ta chỉnh nhạc. Chẳng hạn như nhạc bắt đầu lên nè, fade nè, hoặc là fade out nè, là cái phần lặn xuống đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất ra nha. Thêm nhạc xong rồi, chúng ta có thể chỉnh volume lớn nhỏ. Cái bài nhạc này nhìn thấy cái sóng tiếng hơi thấp. Ok. Rồi bây giờ chúng ta add bọt. Chúng ta sẽ chọn cái đầu phân giải là cái đuôi là cái format là MP4, hoặc là tùy các bạn. Hoặc là chúng ta có thể xuất ra tiếng không. Đây mình chọn là MP4. Ở đây là nó cho phép chúng ta xuất ra những cái thiết bị chúng ta xem đúng chuẩn luôn ha, hoặc là xuất tài khoản YouTube hoặc là Facebook gì đó. Các bạn phải kết nối mạng và chúng ta phải đăng nhập tài khoản. Ở đây mình chỉ xuất MP4 và chúng ta lưu lại thôi. Làm thử cộng đi. Rồi chúng ta chỉnh cái độ phân giải lại cho đúng là Full HD, chất lượng là cao nhất. Rồi, ok. Giờ chúng ta add bọt ha. Ở đây nó có cái mục là shutdown sau khi mà cái này nó add bọt xong cũng hay. Những cái phần mềm chuyên nghiệp thì mình không thấy. Hoặc là nó sẽ nhắc nhở bằng cách là nó sẽ kêu bon bon hay gì đó, hoặc là không làm gì hết. Cái này cũng tiện cho chúng ta là chẳng hạn như chúng ta xuất cái đoạn phim nó dài quá, chúng ta đánh dấu vô đây thì tự động xong rồi máy nó tự tắt. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha, mình sẽ dừng lại chút xíu. Thì sau khi chờ đợi thì cuối cùng thì cái file nó cũng đã xuất xong. Bây giờ mình sẽ xem nha. Đây.
Chương trình này nó còn một cái tính năng cũng hay, đó chính là chẳng hạn như chúng ta quay một cái có dính một cái nhân vật nào đó mà chúng ta không có muốn cái nhìn thấy rõ mặt thì chúng ta có thể dùng bằng cách sau. Hàng thường mà các bạn xem đài truyền hình mà nhiều khi nó quay những người mà bị bệnh HIV đó, nó che mặt lại đó, để nó sử dụng cái tính năng này. Phải nhấn vào đây, chọn cái nút này, tự động nó sẽ tìm cái vị trí trên cái khuôn mặt ở trong cái video clip nó che lại. Nhưng mà cái khúc nào mà chúng ta quay cái mặt nó nghiêng về hướng khác hoặc là nó mờ, nó không nhận diện, nó không nhận diện ra được thì nó không có làm ha. Thì tại vì nó làm tự động mà cho nên buộc như vậy. Ngoài ra thì nó có thể là nó đưa vào, nó cho mình sẵn cái audio mình đưa vào. Trường hợp cái này thì mình quay cái shot hình nó đứng yên. Nếu mà shot hình chuyển động thì chúng ta sẽ xài cái face up này đó, hoặc là đưa hình một cái trái tam, cam, trái táo gì vô đó. Lúc nó nhận diện được đó, thì nó sẽ hiện lên. Thường thì chúng ta quay cận rõ thì chúng ta cần phải xóa, còn ví dụ như cái shot này là mình làm ví dụ thôi, nó khúc này là nó không nhận diện được. Cái này quay bằng điện thoại cho nên nó cũng hơi mờ ha, quay xa nó không nhận diện được khuôn mặt. Ấy trời ơi, cái bãi cứt trâu mà nó nhận diện ra luôn, bó tay. Rồi, cái bài mình hướng dẫn tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì xin like, subscribe hoặc là bình luận bên dưới ha, để mình có động lực tạo ra được nhiều cái video. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.